hùng lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau uh, trong bản điểm tiên tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng ngõ sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần uh, thì như thường lệ bản tin của chúng ta sẽ có ba nội dung chính phần thứ nhất cùng uh, hùng lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi view danh mục uh, các cái mã cổ phiếu khá là cơ bản từ nhóm trụ uh, nhóm uh, cổ phiếu ngành uh, thép ngành dầu khí uh, ngành xây lắp bất động sản ngành banh và ngành chứng khoán còn thời gian thì chúng sẽ đi phân tích và tuần này thì chúng ta sẽ phân tích nhóm ngành phân đạm và nhóm ngành hóa chất đấy là hai cái nhóm ngành đã được phân tích khuyến nghị trong cái tuần vừa qua ở phần thứ hai thì sẽ đi view lại kịch bản phân tích tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 10 trong cái tuần vừa qua thì chúng ta xem thử xem là thị trường của chúng ta đã kiểm định những cái vùng hỗ trợ chỉ số VN30 chỉ số phái sinh và chỉ số index ở vùng 980 điểm như thế nào ở phần thứ ba thì hùng sẽ có một vài ý một vài cái phân tích xu hướng thị trường trong tuần mới. Ở thì như hùng lê có chia sẻ với tất cả anh chị em là hiện tại thì chúng ta đã triển khai một cái kênh thứ hai, cái anh chị một cái kênh thứ hai. thì cái kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng á, thì chúng ta sẽ một tuần chúng ta sẽ có một bản tin phân tích tuần tất cả các mã cổ phiếu tất cả các danh mục và hùng đã ra cái kênh thứ hai đó là kênh hùng lê chứng khoán thì trong tuần vừa qua đã bắt đầu tiến hành demo thì các anh chị có thể gõ vào chỗ tìm cái từ khóa là hùng lê chứng khoán đó và các anh chị uh, đây di chuột xuống và chúng ta sẽ nhìn thấy uh, một cái biểu tượng hùng đang tạm thời để một cái bông hoa lan tím ở đây đó và các anh chị kích vào đây thì uh, chúng ta sẽ uh, tiếp tục uh, đồng hành cùng lê ở trên kênh này thì ở trên kênh này thì nội dung nó sẽ có những cái gì thứ nhất đó là uh, chúng ta sẽ có những cái bản tin uh, phân tích rất là ngắn gọn về chỉ số vn index, chỉ số vn30 và chỉ số phái sinh uh, trong ngày ví dụ như vậy sẽ có những cái uh, bài phân tích rất là ngắn gọn hiện tại thì mạng đang hơi chậm một tí và nó đang uh, loát nhưng mà nó đang uh, chưa vào được đó và trên cái kênh này thì chúng ta sẽ uh, có những cái bản tin ngắn như vậy và song song những bản tin thì cũng sẽ phân tích ở những cái uh, mã cổ phiếu À, những cái mã cổ phiếu những cái nhóm ngành à, mà đạt những cái tiêu chí kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ví dụ như vậy. Đó, ví dụ như là ông đã có triển khai một số các cái bản tin ngắn ở đây rồi. À, và các cái bản tin ngắn thì chúng ta sẽ cập nhật được à, cái xu hướng của chỉ số VN Index VN30 phái sinh và sau đó thì một số các cái mã cổ phiếu mạnh à, à, ông sẽ lọc ra khoảng tầm 4 năm cổ phiếu mạnh ở trong phiên thì chúng ta sẽ đi phân tích à, kẹp theo cùng với những cái bản tin ngắn như vậy thì sẽ giúp cho anh chị em của chúng ta Uh, có thêm những cái thông tin tham khảo thì uh, đây là cái kênh thứ hai và các anh chị em có thể search cái từ khóa Hùng Lê chứng khoán để chúng ta tiếp tục đăng ký kênh Ok uh, và nội dung đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung chính của bản tin đó là chúng ta sẽ đi view uh, các cái danh mục của cổ phiếu tuần Ok anh chị Thì đối với VIX ở trong cái tuần vừa qua nó đã uh, giao dịch tương đối khá là tốt ở khoảng quanh vùng giá 58 đến khoảng vùng giá 58.5 uh, Trên góc độ kỹ thuật thì nó đã test khá tốt ở vùng này Và tuần tới thì khả năng sẽ À, có những cái điểm test cung lại ở quanh vùng 58 và kỳ vọng trong nhịp này thì VIX sẽ có thể kéo vượt thoát vùng 60, đi về khoảng vùng 62 và mạnh hơn sẽ đi về khoảng vùng 64, 65 ở đây và đây sẽ là những cái vùng kháng cự rất là mạnh của cổ phiếu VIX ở trong ngắn hạn. Ờ à, Vinhome ở đây ngắn hạn thì chúng ta cũng có rằng trong tuần vừa qua thì Vinhome cũng đã có test ở quanh vùng 51.5 tương đối đẹp những cây nến doji, à, kéo xuống vùng 51.5 và sau đó thì kéo lên. À, tất nhiên cây đến kết tuần thì nó không được à, tối ưu cho lắm. Nhưng mà nhìn trên uh, nhìn chung về trên góc độ kỹ thuật thì khả năng sang tuần tới chúng ta cũng sẽ tiếp tục kỳ vọng là Vinhome sẽ giữ nhịp được ở khoảng quanh vùng 51 đến khoảng vùng 51.5 và kỳ vọng nhịp này thì Vinhome sẽ kéo về khoảng vùng 56 đến khoảng vùng 56.5. VRE trong tuần vừa qua thì nó đánh tương đối là khó chịu đúng không anh chị? Nó đánh khó, khá là khó chịu. Uh, khi mà trong tuần thì nó đã có những thời điểm nó sọt thủng gãy vùng 25 và nó đi về vùng hỗ trợ sâu ở đây đó là vùng 23. Sau đó thì uh, những cây nến kết tuần thì nó lại lấy lại được cái biên 25 cộng. Như vậy thì khả năng cao thì tuần tới uh, VRE vẫn sẽ có những cái điểm chỉnh cung lại quanh vùng 24. Sau đó thì mới có thể kéo được. Uh, Vinamilk trong thời điểm hiện tại uh, đánh tương đối là tốt và ổn định. Đường CD thì đã bắt đầu có những cái sự chuyển pha xu hướng. Cái thứ hai nữa là trong tuần vừa qua thì Vinamilk đã có một điểm test uh, về vùng 68 và sau đó thì nó đã có những cây nến phục hồi và kéo vượt lên được trên vùng 70.5 đến khoảng vùng 71 như vậy là rất là ok. Ngắn hạn thì Vinamilk tuần tới khả năng nó sẽ có những cái điểm test trả cung lại khoảng quanh vùng 73. Tích lũy ổn định ở vùng này thì chúng ta sẽ tiếp tục hướng cái target mục tiêu lên khoảng vùng 76. Khỏe hơn thì nhịp này Vinamilk sẽ đánh lại vùng 77 đến khoảng vùng 78. ở VDC ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến trong tuần vừa qua thì chủ đạo là VTC đã quay trở lại kỹ thuật ở quanh vùng 106.5 à, nhìn chung thì tuần tới khả năng nó vẫn có những cái điểm kiểm tra lại quanh vùng 106.5 trước khi mà nó có thể hình thành một cái lực tăng tiếp theo ở đây thì chúng ta sẽ đánh giá thêm SKG trong tuần vừa qua phục hồi tích cực các anh chị sau khi mà SKG ở đây cái đến, cái kế đến kết tuần thứ sáu đó là vùng 15 À, chúng ta có dự báo khả năng có thể test lại về ở quanh vùng 14.5 nhưng trên thực tế thì nó chỉ test ở quanh vùng 15 thôi và sau đó thì cây nến của ngày thứ năm và ngày thứ sáu thì nó đang gì ạ nó đang lấy lại được ở cái vùng 15 năm đến vùng 16 đây đây là tín hiệu khá là tích cực à, Tuy nhiên như hiện tại thì cái lực cầu nó đang hơi thấp chúng ta phải cần chờ thêm những cái tín hiệu lực cầu và khả năng tuần tới à, nó sẽ quay trở lại ở khoảng quanh vùng 16 à, test công tích lũy à, thành công ở quanh vùng này thì chúng ta sẽ ngắm lên khoảng vùng 18 ở nhịp hồi này Man San nhìn chung thì trong tuần vừa qua và cũng chưa có nhiều các cái tín hiệu kỹ thuật tích cực nó vẫn tiếp tục test ở khoảng vùng 75 đến khoảng vùng 76.5 ở đấy các anh chị và nhìn cái thiên hướng kỹ thuật này thì tuần tới khả năng là Man San vẫn tiếp tục có những cái điểm test kỹ thuật ở đây hiện tại thì nó đã bắt đầu xuất hiện những cái phiên phân phối giảm rất là mạnh của cổ phiếu Man San đây là tín hiệu tốt sau một cái thời gian uh, sau một cái thời gian chỉ giảm mạnh và cái lực À, lực bán bắt đầu tăng lên thì đây sẽ là những cái thời điểm mà tay to đang đứng ra để hot những cái lượng hàng mà nhà đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn bán thì tay to bắt đầu người ta hot vào đây đấy là một cái à, tín hiệu tích cực và chúng ta sẽ bám à, sát thêm ở trong tuần tới à, tuần này thì các anh chị lưu tâm à, cho ông lê đấy là nhóm ngành cổ phiếu à, bảo hiểm bảo hiểm sau một cái giai đoạn chỉ giảm thì nhóm ngành cổ phiếu bảo hiểm cũng đã có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là tốt và ok à, nhìn ở trên các độ kỹ thuật thì BVH trong tuần vừa qua nó đã chính thức test về vùng 46 đến 47 đây là vùng hỗ trợ và bắt đầu nó có một nhịp long lên ở đây các anh chị long lên khá là đẹp thì nhịp long này nếu như long khỏe thì nó sẽ về được lại khoảng quanh vùng 52 đến khoảng vùng 52.5 và sau đó thì khả năng cao là nó sẽ xuất hiện một cái nhịp test cung kỹ thuật ở đây và cái nhịp test Công kỹ thuật đó nó đi về khoảng vùng 49 đến vùng 50 tích lũy thành công và không gãy thì đấy sẽ là một cái nhịp mà uh, chúng ta sẽ canh thu gom thêm mã cổ phiếu BVH cổ phiếu BMI sau một cái giai đoạn chỉnh giảm thì hiện tại là BMI cũng đã tiệm cận về cái vùng ở đây đó là trong tuần thì nó đã tiệm cận về vùng 20 đến vùng 20.5 tức là cái vùng 20.5 này là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là tốt của cổ phiếu BMI ngắn hạn thì BMI đã có một nhịp long lên và nhịp long này nếu như long khỏe tức là nó sẽ kéo lên nhịp một ở khoảng quanh vùng 24. Sau nó nó sẽ bắt đầu đi chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung ở khoảng quanh 21.5 đến khoảng 22, không thủng thì đấy là một cái cơ hội để chúng ta bắt đầu uh, tiếp cận đến cổ phiếu BMI. Uh, cổ phiếu MIG. <laughs> thì đối với MIG sau một cái giai đoạn chỉnh giảm khá là mạnh thì nó cũng bắt đầu tiệm cận lại vùng 14 đến vùng 14.5. Đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật của cổ phiếu BMI à, uh, MIG khá là tốt các anh chị Và uh, nhịp long đầu tiên thì khả năng MIG sẽ kéo về khoảng quanh vùng 16 cộng Và sau đó thì nó sẽ chỉnh cung test nền lại ở quanh vùng 14.5 đến vùng 15 Tích lũy ổn định và lực cầu bắt đầu được bơm vào khoảng tầm độ uh, trung bình uh, Đẩy lại khoảng tầm độ 2 triệu rưỡi đi 2 triệu rưỡi đến khoảng tầm 3 triệu cổ phiếu trên một phiên Thì đấy sẽ là những cái thời điểm 2500, 123 thì đấy là sẽ, sẽ là cái thời điểm mà các anh chị uh, uh, cơ cấu uh, cầu cổ phiếu mấy g <laughs> uh, trụ PnG trụ PnG thì trong tuần vừa qua PnG cũng đã có một cái nhịp nói chung là cả tuần trước nữa thì PnG đã test lại ở khoảng quanh vùng 100 trăm uh, trong phiên thì có những cây nến gì cây nến sọt xuống dưới vùng 100 nhưng mà sau đó thì gần như là nó rút chân lên như vậy thì chúng ta đã Uh, có phân tích cái vùng 100 101 tạm lấy là vùng hỗ trợ kỹ thuật của PNG và tại vùng hỗ trợ kỹ thuật này thì tuần vừa qua nó đã test quay trở lại và sau đó thì nó đã rút chân lên ở khoảng quanh vùng 1 đến 5 uh, Tuy nhiên cái lực cầu của PNG hiện tại thì nó đang khá là thấp chính vậy nên là khả năng tuần tới thì cái xu hướng về mặt kỹ thuật là nó vẫn còn có những cái điểm trả cung kỹ thuật lại khả năng là trả cung kỹ thuật lại quanh 103 đến khoảng 103.5 Trước khi mà có thể kéo về vùng 110 đến khoảng vùng 111 ở đây à, MBW khá là ok, à, thiên hướng rất là tốt trong tuần vừa qua và những tuần trước thì MBW đã rơi Và trong tuần mà chúng ta ra bản tin thì MBW có giá vùng 54, 55 và có dự phóng về việc có thể chỉnh về vùng 52 Ờ, nhưng chỉ có cái nến ngày thứ hai là có bị thủng khỏi cái vùng 54 thôi và sau đó cái nến ngày thứ ba và ngày thứ tư thì nó bắt đầu lấy lại được vùng 54 cộng. Ờ, tín hiệu đường MACD đang có những cái sự chuyển mình khá là tốt như vậy thì trong ngắn hạn thì MBBG bắt đầu bước vào một sóng hồi. Ờ, nhìn về đà hứng phấn như hiện tại thì MBBG có thể kéo về quanh khoảng vùng giá 62 các anh chị lưu ý quanh vùng này. Và và khi về đến cái vùng kháng cự này thì khả năng là mời sẽ bắt đầu đi vào một nhịp chỉnh cung test nền để kiểm tra cung cầu và sau đó thì sẽ bắt đầu một cái nhịp long tiếp theo. chúng ta sẽ phân tích thêm mã cổ phiếu PET ở trong thời điểm hiện tại. nhóm ngành bán lẻ đang khá là tốt và nó cũng đang cho chúng ta thấy những cái tín hiệu phục hồi khá là ok. Thì còn đối với PET ở đây thì chúng ta sẽ ngắm ở quanh biên hỗ trợ kỹ thuật 28.8 đến khoảng vùng 30. Đó, thì đây là hỗ trợ, đây là hỗ trợ và đây cũng là hỗ trợ à, Trong tuần thì nó đã có những cái nhịp diện Những cái nhịp mà nó kéo, tức là nó đạp gãy qua cái vùng hỗ trợ này Và hiện tại thì đang có những cái phiên long tương đối là tốt Nhịp long này thì có thể kỳ vọng là nó sẽ kéo lên được khoảng quanh vùng 32 Anh chị, nó sẽ kéo lên quanh vùng 32 à, Và sau khi mà kéo lên được vùng 32 rồi thì nó bắt đầu chỉnh cung Để nó test lại vùng 28.8 đến khoảng vùng 30 Và vùng này giữ vị trí được ổn định và lực cầu tiếp tục ở đâu đó khoảng tầm độ triệu triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta tiếp tục thu gom đấy sang tuần thì có thể viết ngày thứ hai nó sẽ có quanh vùng giá 28 tức là đây đang là cái nhịp nhịp hồi đầu tiên và sau nhịp hồi đó thì uh, cổ phiếu sẽ chỉnh cung uh, trả nền để chúng ta uh, đánh giá <laughs> phân tích thêm uh, hai mã cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ gồm mã cổ phiếu FPT thì đối với FPT ở trong tuần thì cũng có đề cập đến cái vùng 69 đến khoảng vùng 70 và như vậy là FPT tiếp tục rơi sau sau phiên giao dịch ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ tư. Nó rơi về đến gần vùng 71, 71 các anh chị thì nó mới bắt đầu diện ngừng rơi và nó bắt đầu nó có một cái lực long nhẹ ở đây. Hiện tại lực long nhẹ này thì xu hướng khỏe thì nó sẽ kéo tiếp về khoảng quanh vùng 76 và sau đó nó sẽ test cung. Những điểm chỉnh cung ở khoảng quanh vùng 73 các anh chị lưu tâm. <laughs> CMG thì ở đây ngắn hạn thì các anh chị nếu mà chúng ta quan tâm đến cổ phiếu này thì chúng ta đã nói rồi biên 38.5 biên 40 đây là biên hỗ trợ kỹ thuật mà các anh chị có thể thu gom ở những cái phiên mà kéo xanh thì chúng ta đừng có vội vàng và chúng ta chỉ ke ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thôi <laughs> lực cầu mà cải thiện thì cổ phiếu này nó đánh khá là nhanh nói chung là sẽ hướng về mục tiêu ở quanh vùng giá 50 rồi à, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích à, sang nhóm cổ phiếu ngành thép thì à, đối với mã cổ phiếu ngành thép á, là trong à, trong bản tin video số phân tích thị trường ngày 12 tháng 2 à, trong đó thì à, sau khi mà chúng ta phân tích xong bộ ba tham số thị trường thì chúng ta có phân tích bốn à, cái mã cổ phiếu ngành thép gồm có Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen và VGS và sau đó thì có phân tích cái nhóm ngành cảng biển có mã cổ phiếu H à, HAH thì đối với nhóm thép thì trong phiên giao dịch ngày 12 thì chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy được những cái sự tín hiệu những cái tín hiệu khá là tích cực của nhóm này này và do đó thì chúng ta đã có những cái khuyến nghị là các anh chị có thể canh bắt dần phiên ngày 12 ngày 10 một 11 12 đây phiên ngày 12 thì đối với Hòa Phát á, Hòa Phát ở trong tuần vừa qua thì cổ phiếu này cũng đã chỉ có test lại ở khoảng quanh vùng 17 thôi và trong cái cái tầm dự báo thì chúng ta có dự báo về khả năng ở khoảng quanh vùng 15 đến khoảng vùng 16 như vậy thì tín hiệu trong tuần của Hòa Phát là tương đối tích cực, à, nó đã có một nhịp long ngắn và nhịp long này thì uh, ngắn hạn là nó sẽ tiệm cận lại về vùng 20 đến khoảng vùng 20.7 đây các anh chị và khi về đến vùng này thì cái xu hướng mà cổ phiếu nó sẽ chỉnh cung ở quay trở lại test nền kỳ vọng test lại ở khoảng quanh vùng 18.5 ổn định ở Nam Kim Nam Kim ở đây thì trong phiên ngày thứ hai thì Nam Kim cũng đã test về vùng 14.5 đến vùng 15 và sau đó thì lực cầu đã kéo ngay lập tức ở trong phiên ngày giao dịch ngày thứ hai và nó đưa cái cổ phiếu này về lại cái biên hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng ở đây là vùng 16 16.5 Uh, đường Mark bắt bắt đầu có cái tín hiệu uh, thu hồi đấy các anh chị này Đang có thú, tín hiệu thu hồi uh, Như vậy nhịp này khỏe thì Nam Kim có thể kéo về vùng 18.3 Sau đó thì nó sẽ uh, quay trở lại một cái nhịp uh, test cung cầu đây Khoảng quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16.5 <laughs> Đây các anh chị 16 đến khoảng vùng 16.5 Hoa Sen, Hoa Sen thì cũng như vậy, uh, tương tự như vậy, đó là gì? Sau cái phiên giao dịch uh, kết tuần của thứ sáu tuần trước thì tuần này uh, Hoa Sen đã tiếp tục có chỉ có trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thôi thì Hoa Sen có điểm chỉnh dưới vùng 12 và sau đó thì nó rút chân lên. ba uh, cái nến liền sau đó thì đấy là những cái nến hết sức là tích cực và lực cầu tiếp tục được cải thiện. Đường MACD bắt đầu có cái tín hiệu thu hồi thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta uh, dự báo cái xu hướng về mặt cổ phiếu Hoa Sen đang tốt dần lên. Uh, tuần này thì nó đã đánh vượt được trên vùng 14 cộng như vậy là tạm ok sang tuần tới thì có thể cái đà hứng phấn nó còn kéo một đến hai phiên nữa thôi và sau đó thì nó sẽ bắt đầu một cái nhịp trả cung và trên góc độ kỹ thuật nếu như trả cung về khoảng quanh vùng 13 mà không thủng thì đấy là cái vùng trả cung rất là đẹp và uh, khi về đến vùng trả cung đó thì chúng ta có thể canh thu gom thêm uh, mục tiêu ở trong nhịp này thì tiếp tục hướng về vùng 15.5 đến khoảng vùng 16 tức là bây giờ nó sẽ trở thành khá cự đây Ở cổ phiếu VGS nhìn chung là trong tuần thì VGS tiếp tục kiểm tra mốc hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 13 Còn cái vùng 12 dưới này là chưa có đến nơi Trong phiên ngày hôm nay khá là đẹp Tuy nhiên là nó cũng không đóng cửa được cái mức giá cao nhất Mà nếu mà đứng ở mức giá cao nhất này thì cực kỳ là đẹp Nhưng nó vẫn ở được trong biên 14, 14.5 Như vậy là tạm ổn Tuần tới thì khả năng nó sẽ kiểm tra lại biên 14 Đó, ổn định rồi Xong đó thì lực cầu nó tiếp tục được đẩy vào khoảng tầm trên triệu cổ phiếu và nó đánh vừa thoát được cái biên 15.5 đến biên 16 ở đây thì đấy là những cái dấu hiệu kỹ thuật cho thấy rằng là uh, tạo lập bắt đầu kéo cổ phiếu lên và đấy là những cái thời điểm mà để gì ạ chúng ta có thể canh để chúng ta thu gom thêm vì thế TVN thì nhìn chung cũng không có nhiều yếu tố đột biến đâu các anh chị Ông tuần vừa qua tiếp tục quan sát ở biên 6.1 đến biên 6.7 break được vùng 6.7 thì khi đó thì uh, với một cái lưu cầu xác nhận khoảng tầm trên 700.000 cổ phiếu trên một phiên thì đấy sẽ là những cái tín hiệu để các anh chị mua thêm TLH uh, TLH thì trong tuần vừa qua Chủ đạo vẫn đang nghiên cứu uh, test cung chỉnh nền ở quanh vùng 75 đến 76 uh, Kháng cự ngắn của cổ phiếu này đâu đó ở vùng 8.8 đến khoảng 9 Tạm thời như vậy rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành hết sức là quan trọng đó là nhóm ngành dầu khí thì như các anh chị em đã biết là hiện tại thì uh, opec cộng đã quyết định giảm sản lượng 2 triệu thùng trên một uh, ngày uh, điều đó thì nó sẽ có những cái tác động uh, ngắn hạn đó là nó tiếp tục giữ cho cái giá dầu ổn định khả năng thì uh, theo cái tổ chức xuất khẩu dầu mỏ thì họ đang muốn là cái giá dầu nó sẽ ổn định ở khoảng tầm trên 100 u trên một thùng À, ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là từ khi mà nó có những cái tín hiệu khá là lạc quan như vậy thì giá dầu đã bắt đầu bật tăng à, Bật và tăng lên được vùng 94 95 và đang nó chỉnh và hiện tại thì nó đang tích lũy lại ở quanh vùng 88 đến khoảng vùng 90 vùng này tích lũy ổn định thì khả năng tuần tới nó sẽ có thể công lại vùng 94.5 và có thể hướng về cái vùng kháng cự mạnh ở quanh 101 thì đấy là một trong những cái yếu tố kỹ thuật mà chúng ta sẽ tâm đối với giá dầu thô và khi giá dầu tăng thì nó sẽ có những cái tác động tích cực lên cổ phiếu của nhóm ngành P và bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích lần lượt các mã cổ phiếu. Đối với Dovegas ở trong tuần vừa qua đây các anh chị, đó, gas khá là đẹp. Nó tiếp tục test lại ở quanh vùng 102 và sau đó thì đến phiên giao dịch ngày thứ hai à ngày thứ ba thì gas đã lấy lại được cái biên 104 105, đây là biên hỗ trợ kỹ thuật rất hay. Và đây cũng là một cái nhịp phục hồi ngắn thì như vậy ở đây tín hiệu gát kéo như thế này thì chúng ta yên tâm là khả năng là gát sẽ kéo lên ở quanh vùng 115 đến khoảng canh 16. Và đây là cái vùng kháng cự thì khi cổ phiếu lên đến vùng này các anh chị mà thu gom được chúng ta chủ động để chúng ta chốt lại. Uh, PLX nhìn chung thì trong tuần vừa qua PLX chủ đạo là xu hướng tích lũy đi ngang. <laughs> uh, chưa có nhiều cái sự đột phá uh, về dòng tiền ở đây các anh chị chưa có sự đột phá. À, ngắn hạn thì chúng ta tuần tới thì chúng ta vẫn tiếp tục ngắm ở vùng 32.5 là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn. À, nói chung là nó vẫn còn có khả năng quay trở lại test cung ở quanh vùng 32.5. À, vì sao? Bởi vì là thị trường của chúng ta đã có một nhịp long nháp và sau nhịp long nháp này thì đương nhiên là nó sẽ quay trở lại để nó chỉnh cung. À, cổ phiếu PVB cũng đã được phân tích ở các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 18.5 sau đó là vùng 19.3 thì trong tuần đã có khoảng ba cái nến quay về vùng 19.3 và kết tuần là khoảng 20.1 như vậy là tạm thời là nó đang diện nó đang chúng ta mua ở quanh vùng 19.3 thì tạm thời vẫn đang có lại lại nhẹ nhẹ đúng không? và ngắn hạn thì chúng ta kỳ vọng ở kháng cự 21.4 mạnh hơn thì nó có thể lên vùng 2.5 đến khoảng vùng 23 cổ phiếu PVB ở đây chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật 16. ở trong tuần thì nó cũng đã thì có những điểm test cung kỹ thuật về quanh vùng 16 ở đây và các anh chị có thể thu gom thêm ở quanh vùng này. Mục tiêu thì sẽ ngắm về khoảng vùng 18 đến khoảng vùng 19 ở đây. cổ phiếu PVS, PVS thì trong tuần PVS cũng đã tiếp tục có những điểm chỉnh cung về lại quanh vùng 21.5. Nôm na ngắn hạn thì vùng 21.5 đang là Uh, vùng 21.5, 21.6 ví dụ như vậy những cái vùng gần gần ở đây thì nó đang là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn của cổ phiếu uh, Đã có nhịp long nháp và nhịp long này thì uh, cầu đang hơi thấp quá, cầu con này phải đánh khoảng tầm 10-15 triệu thì mới ổn được uh, Nhưng ít nhất là chúng ta cũng có nhìn thấy có cái tín hiệu phục hồi ở khoảng vùng 24.3 uh, Dự kiến của tuần mới khỏe hơn thì có thể kéo lên khoảng quanh vùng 26 Ôi, trong tuần thì chưa đạt được uh, tiến độ nào nhìn chung là như vậy nó vẫn đang ở khoảng vùng 10 uh, đến khoảng vùng 10.5 và cái biên này thì khả năng tuần tới nó vẫn sẽ tiếp tục đi uh, pov kép tuần này thì POVK đã chính thức về lại vùng 10 đến vùng 10.3 đây là vùng một đã kỹ thuật đã có sự phân tích ở trong bản tin tuần uh, có một lực hồi và lực hồi này thì khả năng kéo khỏe thì nó về được khoảng quanh vùng 113 11.3 đến khoảng vùng 11.5 sau đó thì dự kiến là nó sẽ tiếp tục quay trở lại test cung lần thứ hai đó test cung lần thứ hai ở khoảng quanh 10.5 đến khoảng vùng 10.8 đó ổn định thì cái đó thì mới có thể là gì ạ lo tiếp ở BSR thời điểm này thì các anh chị có thể nhặt được rồi ở chúng ta đã có một tuần mà BSR đi ngang xây nền tích lũy ở quanh vùng 19.5 đến khoảng vùng 20 À, trong cái dự phòng về mặt uh, phân tích kỹ thuật thì có thể đề phòng gì ạ Tức là trong phiên thì tạo lập người ta sẽ có những cái cây nến uh, kéo Chọt uh, xuống uh, sâu ở dưới này sau đó thì nó kéo lên ở trong phiên luôn Ví dụ như vậy thì có thể là dự phòng thêm vùng 18 đến khoảng vùng 18.5 Nhưng mà bên này thì chúng ta cũng túc tắc chúng ta nhặt dần Và lực cầu khi nào mà nó bắt đầu chúng ta nhìn thấy là Những cái lực cầu đánh khoảng tầm độ 13 triệu cổ phiếu trên một phiên Thì đấy sẽ là những cái tín hiệu mà uh, chúng ta sẽ canh bắt À, mạnh mẽ hơn và nhiều hơn. <laughs> à, OK, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản xây lắp hạ tầng. Thì đối với nhóm ngành này thì các anh chị em cũng biết rồi trong cái giai đoạn vừa qua tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố và cái cái việc mà phát hành trái phiếu ấy ở trong những cái thời điểm trước đây thì nó diễn ra khá là nhiều sai phạm chính vậy bây giờ là những cái công ty mà liên quan đến lĩnh vực bất động sản những cái công ty đã huy động trái phiếu thì hiện tại là bây giờ nó đang rất là khó khăn chật vật à, phải chuẩn bị một cái lượng tiền đủ lớn đủ mạnh để có thể trả lại cho nhà đầu tư tránh à, những tức là khắc phục khắc phục sự cố và nếu mà không khắc phục được thì sẽ bắt nó sẽ khởi tố đấy là cái câu chuyện mà um, chính những cái câu chuyện đó nó làm cho cái câu chuyện là nhóm ngành bất động sản trong cái thời điểm hiện tại nó đang khá là khó khăn. Ờ à, DG. Đó, DG thì đây các anh chị nhìn thấy đây. À, trong tuần thì DG tiếp tục có những cái vùng tiệm cận lại khoảng quanh vùng 22 và cái điểm sâu nhất của nó ở đây đó là vùng 22.95. À, sau đó nó có lực long và lực long này á thì theo quan điểm của tôi cùng là nó cũng sẽ chưa thể đủ mạnh được đâu. Uh, nó lo không về nó khỏe thì nó chạm lại được vùng 27.5 và sau đó thì khả năng cao nó tiếp tục uh, quay trở lại kiểm tra cung cầu ở đây ở uh, trong tuần vừa qua thì chủ đạo là đi ngang tích lũy ở biên 137 đến khoảng biên 15 đúng chị? 15 uh, tuần này thì nến uh, kết tuần thì nó đóng ở vùng 161 có tín hiệu tích cực Tuy nhiên là để mà để mà sale mà vượt thoát lên được khỏi những cái vùng kháng cự ở đây thì nó sẽ cần phải thêm thời gian và chúng ta cần phải quan sát thêm các cái tín hiệu kỹ thuật ví dụ như để nó break được cái vùng vùng cản ở đây nó khoảng vùng 17 3 thì cái đó thì lực cầu ít nhất nó phải cải thiện ở trên khoảng 7 triệu cổ phiếu trên một phiên đó ở HBC trong thời điểm ngắn hạn thì cũng chưa có nhiều yếu tố đột biến HPC à, HBC đã có một cái lực à, bật ở đây đó và trong tuần vừa qua thì à, trong bản tin tuần thì chúng ta có nói phân tích đến vùng 12 và nó đã có những cái thời điểm nó nhún cãi vùng 12 Nhưng mà nó lại rút chân lên được trên vùng 12 à, Tuy nhiên điểm rút chân này thì khả năng là sẽ tiệm cận về vùng 14 là kháng cự Và sau đó thì nó nó sẽ bắt đầu đi kiểm tra lại cung cầu Thì nó sẽ test lại vùng 13 và điểm sâu hơn sẽ là vùng 12-4 à, Trong trường hợp mà giữ được vùng 12-4 là tốt Nhưng mà trong trường hợp mà nó không giữ được Thì cái xu hướng mà cổ phiếu HBC quay trở về vùng 11 là rất là cao à, Cổ phiếu đất xanh Uh, có lực hồi Tức vậy tuần vừa qua chạm về vùng 15 Là hỗ trợ ở đây thì có lực hồi Và lực hồi này dự kiến nếu kéo khỏe thì uh, Tuần tới nó sẽ kéo được về khoảng quanh vùng 18 Đó và khi về được uh, Quanh vùng 18 rồi thì bắt đầu là diện Nó sẽ bắt đầu một cái tín hiệu kỹ thuật chỉnh cung ở đây Chúng ta sẽ đánh giá thêm Ở uh, DXS hiện tại thì đã có Những cái phiên phân phối giảm tương đối là mạnh ở đây Và lực cầu thì cũng đã Được cải thiện tương đối trên 750.000 cổ phiếu Ở đây thì Ở đây thì Chúng ta có dự báo một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật khá là mạnh ở vùng 10.5 đến vùng 11 Trong tuần vừa qua thì nó giao dịch ở trên vùng 11 cộng Như vậy thì Trong ngắn hạn Thì đất uh, DxS sẽ có những cái lực kéo về khoảng quanh vùng 13 Sau đó thì nó sẽ bắt đầu có những cái nhịp test cung chỉnh này ở đây cùng với cả thị trường SCR thì nhìn chung trong tuần vừa qua tiếp tục kiểm định ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 7 có lực long uh, Tuy nhiên lực long này thì nó cũng chưa thực sự là mạnh đâu nó chỉ lo nháp vậy thôi để nó gọi là theo thị trường thôi và xu hướng khả năng cao thì nó sẽ tiếp tục quay về vùng 6.8 đến khoảng vùng 7 tức là ở nó kiểm tra lại mút nến của cái 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 cây nến ngày thứ tư để nó đánh giá về mặt chịu tải đúng không? ở LDG đến thời điểm này thì LDG cũng đã chỉnh một cái nhịp chỉnh tương đối là mạnh từ vùng 22 và nó đã đi về đến vùng 5.5 và chúng ta có thể nhìn ở đây tức là vùng 5.5 ở đây xuất phát điểm và ở đây bây giờ cũng bắt đầu đi về lại những cái vùng hỗ trợ rất là sâu như vậy trong ngắn hạn đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng điều gì ở ldG đó là gì vùng 5.5 nó không bị thủng và nó tiếp tục có những cái điểm xây ở trên vùng 5.5 đến khoảng vùng 6 đến vùng tích lũy thì chúng ta nếu như mà chúng ta đang cầm thì có thể là bắt đầu chúng ta tích lũy gom dần và chúng ta chờ đợi những cái dòng tiền nó đánh nó to khỏe một tí ví dụ nó đánh khoảng tầm 10 triệu trên 10 triệu cổ phiếu thì cái đó Uh, sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta thu âm thêm. C2, C2 cũng đã bị chỉnh một nhịp tương đối mạnh từ vùng 26 và về đến vùng 17. Như vậy là mất cũng uh, coi như vùng 27 đi. Mất 10.000 trên 10.000 đồng trên một cổ phiếu, tương đối là xót xa, cũng cũng khỏe cũng cũng một nhịp chỉnh nhỏ nhỏ thế này thôi nhưng mà nó cũng đã cướp đi rất nhiều tiền bạc của chúng ta và đến thời điểm hiện tại thì sẽ 2 có vùng 17 Tuy nhiên vùng 7 này thì cũng chưa nhìn thấy cái sự chắc chắn lắm Tất nhiên là chúng ta có thể thu gom dần dần Đó quanh vùng 17 này Vùng 16 năm này 17 có thể bắt dần dần Và sau những Sau những cái nhịp bắt uh, bắt thăm dò đó Thì chúng ta có thể uh, uh, Chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn của cổ phiếu này Ví dụ như là nó đánh vượt thoát vùng 18 Và sau đó nó vượt thoát tiếp cái vùng ở đây là vùng 18.5 Ví dụ như vậy Thì đấy là những cái tín hiệu của chúng ta sẽ bám sát thêm Uh, NBB ở thời điểm hiện tại cũng đánh đang hơi phơi uh, phập phù quá uh, nhịp tuần cũ nó đánh khá là tốt khi mà nó đã break lại được vùng 20 ở đây thì cũng nghĩ rằng là với cái cái đà như vậy thì khả năng cái nhịp mà nó tiến công lên vùng 24 đến vùng 25 uh, nó sẽ rất là cao uh, Tuy nhiên trong tuần này thì gần như nó lại trả hết rồi nó chỉnh về 18.5 và sau đó thì nó tiếp tục đi về vùng 17 7.5 thậm chí là có những cái điểm đánh về khoảng quanh vùng 16 ở đây trong tuần vừa qua À, như vậy thì cũng là gần như cũng trả hết về vùng hỗ trợ đây là vùng 15 đến khoảng vùng 16 sáu. À, nhìn về tín hiệu như thế này á, thì tuần tới khả năng vẫn có những cái nhịp test lại những nhịp test lại ở khoảng quanh vùng 16 3 à, rồi khi đó những cái phiên mà 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 tạo lập họ đánh khoảng tầm 3 đến 4 triệu cổ phiếu thì khi đó nó lại kéo tăng kịch trần thôi và trong cái thời điểm hiện tại thì cũng đang nghi nghi là tạo lập họ đang có những cái sự xáo trộn về mặt cổ phiếu Uh, NBB trước khi mà nó uh, có những cái nhịp đánh nó tốt hơn, tối ưu hơn. Uh, bộ uh, ba mã cổ phiếu tiếp theo đó là mã cổ phiếu FCN. thì trong tuần vừa qua FCN cũng bắt đầu có cái lực hồi. tuy nhiên lực hồi này thì các anh chị nhìn thấy đấy. Uh, sau một giai đoạn cầu tốt thì nó bắt đầu mất cung cầu và sau cái giai đoạn mất cung cầu đó thì cổ phiếu bắt đầu tích lũy và đây là những nhịp tích lũy khá là ổn định của FCN. Đó, dự kiến về quanh vùng 10 nhưng mà tuần vừa qua thì điểm sâu nhất là vùng 10.5 và bắt đầu phục hồi lên vùng một sáu nếu kéo khỏe khỏe thì nó sẽ kéo lên vùng 12 khả năng như vậy và sau vùng 12 này thì nó sẽ bắt đầu có cái sự chỉnh cung, test test tích lũy lại quay trở lại ở đây. Test tích lũy trở lại ở khoảng quanh vùng 11, vùng đó thì canh canh mua được. Uh, VCG hiện tại thì cũng chưa, chưa 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 mua chưa giải ngân được các anh chị. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta vẫn còn phải chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta đánh giá xem Cái biên 15.5 đến biên 16. Ở trong ngắn hạn, mặc dù là tín hiệu đường mà ACD thì đang có cái sự tích cực nhất định ở đây rồi. Uh, tuy nhiên về tín hiệu giá, tín hiệu về giảm tiền thì chúng ta cần phải đánh giá thêm. Uh, như vậy tuần tới thì khả năng là nó sẽ test lại tiếp lần hai ở quanh vùng 10. Uh, 15 năm đến khoảng vùng 16 và tại vùng này thì cũng sẽ đánh giá đá thêm cái khả năng uh, tích lũy tạo nền của cổ phiếu ở uh, CNCO 4 uh, tuần này nó đã chạm về vùng 8.7 vùng 9.2 uh, theo những cái, cái bước phân tích kỹ thuật mà chúng ta đã có phân tích ở trong tuần vừa qua uh, đã có lực hồi và lực hồi này khỏe á, thì nó kéo lên được vùng 11 và sau đó thì nó sẽ bắt đầu một cái nhịp chỉnh cung test lên ở đây cổ phiếu HDG thì đối với HDG trong tuần vừa qua chúng ta thấy ngắm ngắm lại đây một tí. Như vậy là HDG cũng đã xả hết cái nhịp tăng trước uh, trước đó trước nó. Uh, nó kéo từ vùng 30 và lên được vùng 55 và hiện tại thì từ vùng 55 lại rơi lại về vùng 30. Thì có một cái um, có một cái lý thuyết đó là gì? Đó là những gì mà xảy ra ở trong quá khứ uh, thì nó sẽ tiếp diễn ở trong hiện tại và nó sẽ tái diện lại ở trong tương lai. Chính vì vậy phương pháp phân tích kỹ thuật là chúng ta sử dụng những yếu tố kỹ thuật ở trong quá khứ. Ví dụ ở HDG khi về lại ở vùng 30, đó, 29 đến vùng 30 đây rồi thì các anh chị không bán nữa. Vì sao? Về đến đây thì nó đã có một cái nhịp nhịp hồi trong quá khứ. Vậy thì tương lai và hiện tại nó sẽ tiếp diễn lại những cái xu hướng đó ở trong 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 thời điểm hiện tại ví dụ như vậy. Đó thì trong tuần vừa qua HDG đã có những cái điểm nhún về khoảng quanh suy soát ở biên 31. nó test tích lũy thành công ở biên 32 và nó đang có một lực kéo đây. Lực kéo này khỏe thì về được khoảng vùng 36.5 đến vùng 38 và bắt đầu diện Sau đó thì nó bắt đầu chỉnh cung với cả thị trường. Các anh chị lưu ý như vậy. À, cổ phiếu HDC, HDC thì trong tuần dự kiến là chúng ta có dự kiến HDC chỉnh về khoảng quanh vùng 37.7 nhưng trên thực tế thì à, nó đã test hết nền. Đây test hết nền đây, tức là test hết cái nền ở đây là vùng 34.5 đến khoảng vùng 35. À, nhìn chung với tín hiệu kỹ thuật như thế này thì tuần tới khả năng là nó vẫn sẽ tiếp tục có những cái điểm mà lo sọt ở quanh vùng 35 và có thể đề phòng thêm cái điểm 30 nữa có thể là nó sẽ cũng có thể là nó sẽ tích lũy ở đây và nó sẽ trong phiên một hai phiên nó sẽ có những cái điểm uh, nhún quay trở lại quanh vùng 30 rồi sau đó nó mới có có diện có, có một cái lực bật lên ở đây thì chúng ta lưu tâm đến cái điểm kỹ thuật này 55 55 <laughs> khá là ok khá là tốt đây thì đối với uh, một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản trong phiên ngày 12 tháng 10 thì cũng đã bắt đầu uh, có những cái phân tích cho các anh chị từ uh, những cái mã cổ phiếu này ở đây sẽ là những cái điểm hội tụ kỹ thuật uh, trong đó ví dụ chúng ta nói đến 55 ở vùng 23 đến khoảng vùng 25 đó 23 đến khoảng vùng 23.5 25 ở đây biên trên đó thì đây là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và khi cổ phiếu rơi về đây thì khả năng cao là nó sẽ có những cái cái sự gọi là gì ạ uh, có những cái phiên long lên rồi có những phiên trả cung và sau những cái phiên lao sọt đó thì chúng ta căn cứ vào cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta dự báo về mặt xu hướng. Như vậy là gì? Như vậy là ngắn hạn thì Nam Long bắt đầu ở có thiên hướng hồi. Khi mà đường MACD bắt đầu có tín hiệu đi ngang thu hồi và có thể khả năng là tuần tới nó sẽ chuyển sang ở đây. À, như vậy thì um, Nam Long có thể kéo lên ở khoảng quanh vùng 28 đến khoảng vùng 29 khỏe thì kéo lên vùng 30. Và sau đó thì nó sẽ bắt đầu đi chỉnh cung ở nhịp này. <laughs> cổ phiếu KDH, KDH Khang Điền. Thì đối với Khang Điền cũng như vậy, trong tuần vừa qua thì Khang Điền tiếp tục kiểm định vùng 23.5 và nó đã đang hiện tại thì đang kiểm định thành công và nó có một cái lực long, lực long, long ngắn này thì chú ý ở vùng kháng cự 28 khả năng là cổ phiếu sẽ bắt đầu quay trở lại test cung chỉnh nền. Nó test khỏe thì sẽ về ở khoảng vùng 26.5, mà yếu yếu hơn thì là vùng 26, mà yếu hẳn thì nó sẽ quay lại về vùng 23.5 đến khoảng vùng 24.5 ở đây để nó test hết uh, toàn bộ cái 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 lượng hàng đó ở đã đeo đeo bám ở đây đó và uh, nó cũng bắt đầu gì ạ bơi ở trước đây thì cũng có nói là gì khi mà đường mà cắm đầu đi xuống như này thì chúng ta nếu mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ bơi ngược xu hướng nhưng đến thời điểm hiện tại là bắt đầu chúng ta thì bắt đầu thuận xu hướng rồi đó tức là xu hướng của đường sẽ bắt đầu hướng lên và nó đang có những cái tín hiệu chuyển pha tích cực nó báo hiệu rằng là cổ phiếu bắt đầu có một cái Uh, xu hướng phục hồi trong ngắn hạn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích một nhóm ngành tiếp theo. Hai cái nhóm ngành rất là quan trọng, nó đã có cái sự gồng gánh thị trường ở trong tuần vừa qua. Uh, thì thị trường của chúng ta phục hồi uh, nhờ công rất lớn ở hai nhóm ngành này, đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán. Và hiện tại thì một số các cái mã cổ phiếu nhóm banh uh, thì Hùng Lê cũng đã <laughs> có những cái phân tích khuyến nghị dành cho anh chị em ví dụ như là xem nào ví dụ như là mã cổ phiếu uh, ctg này hạn đó phiên ngày hôm qua thì uh, chúng ta bắt đầu uh, bắt lại một số uh, sau khi mà quan sát những cái uh, tín hiệu về mặt phái sinh đó mọi người đang hỏi là uh, liệu rằng là phiên giao dịch của ngày hôm qua có phải là một cái phiên như phiên giao dịch ngày thứ ba hay không thì hùng uh, cho là không tại thời điểm đó cho là không bởi vì là uh, hiện tại thì uh, nó đang có những cái tín hiệu khá là tốt đó và chúng ta liên tục có những cái cập nhật ở trên phiên ở trong phiên giao dịch Bit Công Thương uh, cổ phiếu STB cổ phiếu VIBANK uh, nhóm ngành chứng khoán thì bắt mã cổ phiếu FTS đó thì đấy là một số các cái phân tích ngắn gọn thì uh, bây giờ chúng ta sẽ đi vào đầu tiên đó là nhóm uh, cổ phiếu như ngành banh uh, cổ phiếu Vietcombank công bank. Thì việc công anh ở trong tuần vừa qua <laughs> Việc công anh đã chỉnh về vùng 63.5 ở đây các anh chị Và nó có 3 phiên giao dịch ở khoảng quanh vùng 63.5 đến vùng 64 à, Đến phiên giao dịch của ngày thứ tư thì à Ngày thứ năm thì việc công anh đã bắt đầu gì Có vượt thoát lại được cái vùng 63.5 ở đây Với lực uh, bắt tương đối là mạnh Và với tín hiệu này thì việc công anh đã có lực kéo tốt đến phiên ngày hôm nay À, như vậy thì sang tuần có thể nó sẽ kéo thêm một cái cây nến kéo nữa Có thể kéo lên quanh vùng 70 và sau đó dự kiến nó sẽ bắt đầu đi vào test cung à, Test ổn định ở quanh vùng 66 và lực long quay trở lại Thì đấy là một tín hiệu khá là tốt của việc công anh Nhìn chung thì em này chúng ta view để chúng ta nắm được tình hình đó, Nắm được tình hình về cái cách mà tạo lập họ uh, kéo, họ giữ ở cổ phiếu này à, Trong những cái phiên mà long phải sinh đó hoặc là trong những phiên mà đánh lên của thị trường thì đối với MBB trong tuần vừa qua đấy các anh chị MBB cũng đã chỉnh cung kịch luôn nó chỉnh về vùng hỗ trợ 16 và uh, nó có phiên giao dịch của ngày thứ tư là cổ phiếu này bắt đầu lấp lại cái phiên giảm gần trước đó và ở uh, biên hỗ trợ kỹ thuật 16.5 đến biên 17 như vậy tạm ổn rồi uh, đường mà ACD cũng đang có những cái tín hiệu thu hồi đấy là một cái tín hiệu góc độ rất là khả quan như vậy thì có thể MBB kỳ vọng sẽ kéo lên 18.5 đến khoảng 19 đó tiệm cần lên được đến cái vùng kháng cự này rồi sau đó thì nó sẽ bắt đầu diện bắt đầu một cái nhịp trả cung để nó xác nhận xu hướng nó xác nhận cái lực cầu nó xác nhận cái cái cái, cái gọi là cái sự vận động của cổ phiếu đó cổ phiếu bit cũng đã mbb cũng đã được khuyến nghị bắt lại ở nhịp này rồi bidv bidv cũng đã được À, chúng ta phân tích ở trong uh, phiên giao dịch của ngày uh, ngày hôm qua ngày hôm qua thì một số các mã cổ phiếu nhóm banh đã đạt tín hiệu <laughs> thì uh, đối với uh, thời điểm mà chúng ta phân tích ví dụ như cổ phiếu em bidv thì nó cũng chỉ mới gì ạ mới ở uh... xem này À, lúc đó khoảng tầm độ 9 giờ uh, 44 phút thì cái đó MBB, uh, BIDV và một số các mã cổ phiếu nhóm banh thì nó chỉ mới đang gọi là chớm phục hồi thôi Và sau đó thì BIDV kéo gần kịch trần Ở biên 30.5 đến biên 31, à, biên 30.5 đến biên 31 tại thời điểm đó ở đây, biên 31 đây Thì uh, chúng ta bắt đầu uh, nhìn thấy được cái sự vượt thoát của cổ phiếu BIDV nên là bắt đầu có những cái khuyến nghị là bắt dần lại ở nhịp này thì đối với bit ở trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có một cái điểm chỉnh khá là gần sát đây này, gần sát với vùng 28 tức là 27.5 đến vùng 28 ở đây. Sau đó thì nó kéo lên ở uh, phiên giao dịch của ngày thứ ba thì nó đã hoàn thành được cái nhịp kéo lên vượt thoát khỏi cái biên ở đây đó biên 29.5 đến biên 30. Đấy là tín hiệu cái thuật tốt. Và xuất phát từ tín hiệu này thì ngay đến uh, mở đầu phiên giao dịch của ngày thứ năm thì cũng đã có những khuyến nghị là các anh chị bắt cổ phiếu bit được rồi. Ừ, cổ phiếu công thương cũng được khuyến nghị uh, bắt lại trong phiên giao dịch của ngày thứ năm. Bởi vì sao? Bởi vì phiên ngày thứ tư thì BID uh, công thương cũng đã lấy lại được vùng 20.3 đến vùng 20.5 ở đây. Ở trong tuần uh, thì chúng ta có dự kiến là uh, cổ phiếu công thương khả năng sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 19 đến khoảng vùng 19.5. Thì các anh chị nhìn thấy đây là đó, điểm sâu nhất ở đây là vùng 19.5 luôn, đúng 19.5 và kéo lên luôn. Như vậy là tín hiệu kỹ thuật tốt. Phiên giao dịch ngày thứ tư thì nó lấy lại được vùng 20.5 cộng và đến phiên giao dịch ngày thứ năm, ngay từ đầu phiên thì chúng ta đã có những khuyến nghị mua bắt thăm dò lại cổ phiếu công thương ở nhịp này. Thì trong cái nhịp này á các anh chị lưu ý là chúng ta bắt đầu thăm dò lại xu hướng là cổ cổ phiếu thăm dò lại đáy, thăm dò lại đủ các thứ luôn, thăm dò lại thị trường. Đó thì chúng ta cứ bắt từ từ. Sau cái nhịp bắt đó thì cổ phiếu này nó sẽ quay trở lại chỉnh cung, chắc chắn là như vậy các anh chị yên tâm nó chưa chạy ngay được đâu không có gì phải vội cả và xu hướng thì nó sẽ test lại vùng 217 đến khoảng vùng 22 dự kiến là như vậy và sau khi test xong ở cái vùng này rồi á thì khi đó chúng ta mới bắt đầu có gì ạ? có những cái nhịp mà cơ cấu tiếp theo khả năng thì thứ hai nó sẽ kéo lên được khoảng quanh vùng 23 24 gì đó thôi và sau đó nó bắt đầu nó sẽ chỉnh cung đó, chỉnh cung nhịp hai thì nó sẽ tiếp tục kéo vùng 24 ví dụ kéo lên được vùng 24 25 rồi nó lại chỉnh cung đó cái cách đi nó là như vậy Ờ, nó chỉnh cung về vùng 23 mà ổn định rồi thì bắt đầu nó lại tiếp tục nó kéo lên một cái nhịp khá cự cao hơn Đó và cứ dần dần như vậy thì chúng ta đi phân tích chúng ta cũng không cần phải vội vàng à... Tiếp theo thì chúng ta sẽ phân tích cổ phiếu Techcombank Ở Techcom thì nhìn chung vẫn đang hơi yếu Các anh chị trong tuần vừa qua thì nó cũng đã có những cái phiên phân phối giảm tương đối mạnh như đây Và sau những phiên phân phối giảm đó thì nó đã có lực hồi Ờ, tuy nhiên lực hồi này thì theo quan điểm của Hùng nó cũng chưa thực sự là mạnh Ngắn hạn thì vẫn có vùng 25, 25.5 ờ, Sâu hơn thì sẽ uh, uh, lùi lại ở vùng 23, 8 đến khoảng vùng 24, 23 năm đây Đó, tức là sau một cái nhịp mà nó long lên thì cái cái thiên hướng kỹ thuật là nó sẽ quay trở lại để nó test lại cái cái vùng đáy mà nó vừa mới, đó, nó vừa mới tạo ra Đấy, thường sẽ là như vậy test lại vùng đáy hoặc vùng cận đáy đó ở ở thời điểm hiện tại thì cũng cũng đang nhìn thấy rằng là sau một cái nhịp mà Vibank chỉnh cung thì chúng ta cũng đã tìm lại được một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 14 14.5. Đó, trong tuần đã có những điểm 15.4 ở đây trong phiên giao dịch của ngày thứ năm nó nó rút lại đây là những điểm test kỹ thuật và sau đó nó kéo lên vùng 16 khá là đẹp. Uh, dù rằng là phiên ngày hôm nay nó đóng cửa không được uh, thuyết phục cho lắm nhưng mà cái xu hướng về mặt thiên hướng về mặt kỹ thuật là gì nó sẽ có thể quay quay trở lại uh, test lại cung kỹ thuật ở quanh vùng 15-4 đến khoảng vùng mười 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 lăm năm sáu ở đây này đó nó sẽ trả cung anh chị và cái nhịp nhịp này là nhịp long thứ nhất uh, nhịp long nháp đầu tiên và sau cái nhịp long uh, sau cái nhịp long nháp này thì nó sẽ bắt đầu nó mới Uh, long thật hay không thì nó phụ thuộc vào những cái điểm trả cung kỹ thuật ở đây Và nó phụ thuộc vào cái xu hướng của cả thị trường Tí nữa sẽ đi phân tích khá là sâu uh, Cái xu hướng đó uh, Cổ phiếu STB cũng được uh, khuyến nghị uh, bắt lại ở nhịp này rồi uh, Sau khi mà STB đã giữ lại được ở vùng 16 và nó có gì? nó có những cái nhịp long lên uh, Vừa thoát lại với lực cầu bắt đầu có cái sự cải thiện Ở khoảng quanh vùng 20, 20 đến khoảng vùng 30 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy ngắn hạn thì maximum của nhịp hồi này thì nó sẽ hồi lên được khoảng vùng 17.5 đến khoảng 17.5 đến khoảng quanh vùng 18.3 à, Đó nó hồi lên được cái vùng này xong đó thì nó sẽ bắt đầu chỉnh cung Và những cái điểm chỉnh cung mà để mà xác nhận được cái thiên hướng kỹ thuật Là xem là cổ phiếu này đi tiếp được hay không Đó là biên 17 17 .4, nó phải giữ được Đó long lên rồi sau đó trả cung Nhưng trả cung nó phải đảm bảo được cái yếu tố về mặt kỹ thuật Đó và khi những cái yếu tố về mặt kỹ thuật đó đảm bảo được thì khi đó chúng ta mới bắt đầu kỳ vọng những cái nhịp long lên của cổ phiếu đó. Giống như chúng ta xây một ngôi nhà, chúng ta xây tầng 1 xong. thì chúng ta phải có được cái mặt bằng sàn tầng 2 chắc chắn thì khi đó chúng ta mới 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 nối lên được tầng 2, từ tầng 2 lên tầng 3. Rồi tầng 3 có một cái sàn chắc chắn thì chúng ta mới nối được từ tầng 3 lên tầng 4, vân vân thì cái cổ phiếu nó đi lên nó cũng như vậy, nó phải xây tuần tự và lần lượt như vậy. Uh, Liên Việt Postbank ở trong tuần vừa qua cũng đã có một tín hiệu kỹ thuật uh, phục hồi tương đối tốt với lực cầu uh, được cải thiện tương đối là ấm ở quanh vùng 8 đến 10 triệu cổ phiếu trên một phiên. Và điều đáng chú ý là, là nó tiếp tục uh, kiểm định lại vùng hỗ trợ kỹ thuật 9.4. Uh, trong cái dự phóng của chúng ta có nói đến vùng 8.5 đến vùng 9 nhưng mà vùng uh, vùng này nó không về đến nơi, nó chỉ về vùng 9.4 thôi và nó đã có những cái cây nến và nếu mà chúng ta học về phân tích kỹ thuật đó, thì cây nến này nó đã ôm trọn cây nến giảm trước đó và đến cây nến này thì nó có một cái tín hiệu xác nhận tức là nó ngồi lên ở trên vùng 10. Và đến cây nến ngày hôm nay thì SHB đánh tương đối là khỏe, không được ở thần nhưng mà cũng cũng 10.8 như vậy ở sát ở cái vùng giá cao nhất. Và lực cầu đối với cổ phiếu Liên Việt World Bank nó đã đánh khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là khá là tốt kỳ vọng ở trong nhịp này thì có thể kéo được lên khỏe thì kéo vượt vùng 11 kéo vượt vùng 11 để có thể lên được quanh quanh đây này lên được quanh quanh ở khoảng vùng 11.5 nó dư dự, dự như vậy lên được vùng 1.5 và sau đó thì nó sẽ bắt đầu đi vào một cái nhịp test cung chỉnh nền đó và cái nhịp test đó nó sẽ ở khoảng quanh vùng 10.1 đến khoảng vùng 10.10.4 10 10 4 đó ổn định được ở cái vùng này đó, và lực cầu tiếp tục quay trở lại trên tầm 10 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy là tín hiệu tốt của liên việt phú may cổ phiếu SHB phiên ngày hôm nay đóng kịch trần và đối với SHB thì trong tuần nó cũng đã có một cái tín hiệu kỹ thuật tương đối tốt sau khi nó kiểm định ở vùng 10 thì nó tiếp tục kiểm định ở vùng 9 và trong trong dự phóng về 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 mặt hỗ trợ kỹ thuật thì nó hoàn toàn có thể có ở vùng 8 nhưng mà về đến vùng 9 thì cổ phiếu này đã gì ạ đã quay trở lại bật tăng trở lại và đây là bộ nến uh, bộ nến phân tích kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện rằng là cái xu hướng của cổ phiếu SHB nó đã tốt lên lực cầu thì con này chưa đạt lắm lực cầu mà mới có khoảng tầm độ uh, 10 20 triệu đối với SHB nó còn 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 mong manh lắm SHB nó phải tầm 40 triệu cổ phiếu đấy, khi đấy mới là xác nhận cái dòng tiền to lớn nó đánh vào Đó Uh, tuy nhiên với cái lực hồi này thì nó cũng đã mang được uh, một cái tính chất khá là tích cực ở đây rồi và chúng ta sẽ kỳ vọng điều gì? Tức là chúng ta sẽ kỳ vọng là ở vùng 11.4 đến khoảng uh, nó sẽ kéo lên ở khoảng quanh vùng 11.4, 11.5. Uh, rồi sau đó nó tiếp tục uh, nó chỉnh cung và uh, cái nhịp chỉnh cung sẽ là một cái nhịp rất quan trọng để chúng ta đánh giá xem là nó có tạo được cái phân kỳ tăng giá ở đây hay không. Và khi nó tạo được cái phân kỳ tăng giá thì đồng nghĩa với việc Chúng ta sẽ đánh giá hết tất cả các mã cổ phiếu của nhóm banh Và khi nó đồng loạt tạo được cái phân kỳ đó thì đấy sẽ là một tín hiệu kỹ thuật cực kỳ tốt Để giúp cho chúng ta ổn định về mặt tâm lý thị trường Và cũng như chúng ta có những cái chiến lược cơ cấu của các mã cổ phiếu của banh Ok bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm này tiếp theo đó là nhóm này chứng khoán Thì nhóm này này cũng đã có cái sự hỗ trợ đắc lực cho thị trường Ở trong cái tuần giao dịch vừa qua đầu tiên sẽ nói đến mã cổ phiếu VCI. <laughs> Thì đối với VCI ấy, là trong tuần nó tiếp tục kiểm định ở vùng 23.5 và đến vùng 24. Cái vùng này nó giao dịch khá là tốt. Đó. chính vì vậy nên là cái cái khả năng mà nó đi về vùng 22 là không có. Đó cái câu chuyện là nó cần đây là những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta giúp chúng ta định lượng rằng là cái xu hướng cổ phiếu nó sẽ tốt lên đó ví dụ trong phiên giao dịch ngày thứ hai tốt ngày thứ ba thì không được tốt nhưng sang đến ngày thứ tư là nó đã ôm lại cái cây nến trước đó và nó đóng lên trên vùng 26 cộng như vậy là tốt uh, thiên hướng kỹ thuật uh, trong ngắn hạn sẽ ngắm lên khoảng vùng 28.5 sau đó nó sẽ chỉnh cung chỉnh nền tích lũy lại ở khoảng quanh vùng 26 tích lũy lại được trên vùng 26 cộng là cực kỳ đẹp uh, tuần tới các anh chị lưu ý mã cổ phiếu VND VND này là bắt đầu uh, Ổn áp rồi, lực cầu đã bắt đầu bắt khoảng tầm độ 20 triệu cổ phiếu trên một phiên đó, 22 triệu rồi, 22 triệu là ngon lành rồi Và trong tuần thì cổ phiếu này cũng đã giữ lại được ở trên vùng la cộng Đồng thời nó đã có những cái uh, lực uh, test tích lũy ở quanh vùng 14 như vậy là rất là ok uh, Có thể tuần tới nó sẽ kéo lên khoảng vùng 15 Và sau đó nó có một cái điểm nhà cung kỹ thuật ở đây Để chúng ta đánh giá một cái phân kỳ tăng uh, phần kỳ tăng quay trở lại đó phân kỳ tăng quay trở lại của cổ phiếu vnd ở đây thì đấy sẽ là những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta sẽ bám sát thêm tuần tới ông lê nhắc lại là tuần tới thì vnd sẽ là một mã cổ phiếu tiềm năng để chúng ta chiến đấu ở cổ phiếu sts thì đã khuyến nghị bắt rồi <laughs> sts đã khuyến nghị bắt rồi à, bởi vì đối với cổ phiếu này á, thì những cái, cái sự hồi phục của nó nó thường hay đánh chữ v và nó đánh rất là sốc tuần này thì nó không đóng được ở trên vùng 33 như vậy thì khả năng tuần tới nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 30 thậm chí là vùng 29 ở đây đó tích test tích lũy ổn định rồi thì mục tiêu nhịp này chúng ta sẽ ngắm ở quanh vùng 33.5 đến khoảng vùng 34 đối với cổ phiếu FTS ờ, cổ phiếu SHS phiên ngày hôm nay cũng giao dịch tương đối là tích cực với lực bắt khoảng gần 14 triệu cổ phiếu trên một phiên ở trong tuần vừa qua thì cổ phiếu SHS tiếp tục kiểm định vùng 8 Mặc dù trong tuần thì đã có những phiên thì nó rơi khỏi 8 à, Tuy nhiên cái phiên liền sau đó thì nó lại đóng cửa nó lấy lại trên 8 Như vậy là tạm gọi là tạm coi là tích cực Và như vậy thì chúng ta ngắn hạn là chúng ta sẽ làm việc với cổ phiếu này ở vùng 8 đến vùng 9 à, Vùng 9 trước đây là vùng hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành kháng cự ngắn đó chạm đến vùng 9 thì khả năng nó sẽ có những cái cái sự trùn chân và phiên ngày hôm nay đây các anh chị ví dụ khi nó chạm về đến vùng 9.1 rồi nhưng mà nó không đóng cửa được ở vùng cao nhất như vậy thì tuần tới khả năng sẽ có ở vùng 8 đến khoảng vùng 8.3 đấy là những cái vùng mà uh, SHS sẽ chỉnh cung trở lại để kiểm tra lại uh, kiểm tra lại cái lực cầu kiểm tra lại cái tính ổn định hay hay các anh chị mà hay hay học thì chúng ta hay nói đến từ kết cấu tức là kiểm tra lại kết cấu xem à, kết cấu ở vùng 8 nó có vững chắc không ấy nó có đủ mạnh không nó thì nó sẽ quay trở lại nó test test cung à, ssi cũng như vậy ssi trong tuần thì nó tiếp tục kiểm tra lại cái vùng 16.2, chính là cái vùng điểm thấp nhất của cổ phiếu à, ở trong tuần trước và cái điểm này nó không bị vỡ à, điểm này nó không bị vỡ như vậy là tích cực đúng không anh chị đó tích cực và nó có lực long, lực long này thì dự kiến là vượt lên vùng 18.5 đến khoảng vùng 19. Sau đó thì nó sẽ bắt đầu đi vào một nhịp test cung và nhịp test cung này cũng là một cái cơ sở quan trọng để chúng ta đánh giá cái sự phân kỳ của cổ phiếu. cổ phiếu HCM ở trong tuần thì nó tiếp tục kiểm định vùng 19 19.5, đấy chính là cái đáy cái biên hỗ trợ kỹ thuật mà nó đã tạo ra trong tuần trước. Còn cái vùng sâu hơn ở vùng 17 7.5, vùng 18 thì cổ phiếu này không về đến không về đến nơi có chỉnh này nhưng mà điểm chỉnh này thì về được vùng 18.65 thôi và sau đó nó long lên thì đây cũng là những cái nhịp uh, long ngắn của cổ phiếu HCM nếu khỏe khoắn thì nó long lên được khoảng vùng 21.5 và sau đó nó sẽ bắt đầu nó sẽ đi vào test cung đó kiểu gì cũng như vậy thôi nó sẽ chưa thể chạy ngay được đâu <laughs> đó nó phải xây lại đó, uh, nó phải xây lại nền ở quanh vùng 20 ít nhất là nếu mà nó khỏe thì nó sẽ tả lại quanh vùng 20 đó, uh, nó sẽ tả lại quanh vùng 20 các anh chị đấy Ok nó sẽ trả lại quanh vùng 20 đây rồi sau đó nó xây cung cầu chán nó còn té cung chán thì nó có thể kéo lên được vùng 23 24 25 26 ở đây thì cũng sẽ phân tích tiếp à, cổ phiếu MBS <laughs> MBS trong tuần thì tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 14 còn vùng 12 thì chưa về nơi cây nến này khả năng là cây nến đều <laughs> ngắn hạn thì tuần tới khả năng vẫn có những điểm test kỹ thuật về quanh vùng 14 và cái điều quan trọng nhất đó là lực cầu chúng ta cần phải đánh giá thêm được cái lực cầu nó đổ lại cổ phiếu MBS ở đây tín hiệu đường mát phải chuyển mình và cả thị trường nó phải giữ được những cái mốc hỗ trợ kỹ thuật quan trọng tín đồng sẽ đi phân tích cổ phiếu cts <laughs> cts thì nhìn chung trong tuần vừa qua thì nó vẫn tiếp tục kiểm định cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 13 có thể long lên ở quanh vùng 14 năm đến vùng 15 nhưng về đến vùng này thì nó lại tiếp tục nó quay lại nó sẽ quay lại nó còn vòng vo ở quanh vùng này thêm một vài phiên nữa và phải chờ đợi đến lúc mà cái lực cầu nó được cải thiện tốt ở khoảng quanh quanh một triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ xác nhận cái tín hiệu hồi phục kỹ thuật của mã cổ phiếu CTS BSI <laughs> BSI đến thời điểm hiện tại là cũng rơi về hỗ trợ tương đối mạnh ở đây rồi Vùng 21.5 đến khoảng vùng 22 Ở vùng này thì các anh chị có thể bắt thăm dò dần Chờ đợi dòng tiền đánh tốt Ví dụ như là khi nó đánh khoảng tầm triệu 2 cổ phiếu Và cổ phiếu tăng mạnh thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẽ đua theo tạo lập Cổ phiếu BBS ở trong tuần thì nhìn chung là nó vẫn tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 16 Đây các anh chị hỗ trợ 16 đây Hỗ trợ 16 đây <laughs> tín hiệu đường Mark thì đã có cái sự chuyển pha và ngắn hạn để có thể kỳ vọng là kéo lên ở khoảng quanh vùng 10, 20 đến khoảng vùng 20.5 à, sau khi chạm với vùng này rồi thì cổ phiếu nó sẽ bắt đầu có cái có sự chỉnh cung kỹ thuật ở đây và cái sự chỉnh cung này thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá về khả năng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 18 đến khoảng vùng 18.5 AGR, AGR thì tuần vừa qua nhìn chung cũng chưa có cái sự tích cực uh, Nhất định nào đó. À, nó vẫn tiếp tục uh, đi ngang ở quanh vùng 8. Đây là cái vùng hỗ trợ kỹ thuật thì cần phải đánh giá đá thêm ở trong các cái phiên giao dịch tiếp theo quanh vùng 8 đây. À, VX VX ngày hôm nay uh, lực đánh mạnh rồi và cổ phiếu tăng kịch trần. Uh, nó đang uh, xây lại được đâu đó khoảng tầm vùng 10 đến 12 triệu cổ phiếu trên một phiên như vậy là tốt rồi à, Đồng thời với cái câu chuyện đó thì VX trong tuần đã có vùng 7 Nó đã test về vùng 7 và test thành công Đóng cửa vùng hôm nay là đóng cửa 7.91 giá kịch trần à, Như vậy thì sang tuần có thể nó sẽ kéo một đến hai phiên nữa Tức là cái maximum ở đây có thể kéo lên khoảng vùng 8.5 đến khoảng quanh vùng 8.6 à, rồi sau đó thì nó sẽ có một cái nhịp trả cung nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 8 đó, khỏe khỏe khoắn ấy thì quanh vùng 8 tích lũy ở lực cầu được bơm thêm thì đấy sẽ là những cái thời điểm vàng mà chúng ta sẽ đánh mã cổ phiếu VX thì tuần tới sẽ là tâm điểm sẽ là VX và cổ phiếu VND ngắm hai mã cổ phiếu này và các anh chị lưu tâm giúp mình đây APG thì cũng chưa đạt được nhiều các cái bước tiến về mặt kỹ thuật ở đây nó đang ở vùng 4.7 đến vùng 5 Uh, và chúng ta phải cần một cái lực đánh của dòng tiền đâu đó rồi tạo lập đâu rồi tiền lớn tiền to đâu rồi nó phải đánh lại sáu bảy triệu cổ phiếu trên một phiên ở trong thời điểm hiện tại là nó bắt đầu uh, nó bắt đầu có một cái giai đoạn ạ uh, sự suy giảm về thanh khoản này rồi sau đó nó bắt đầu uh, có cái sự tăng trưởng về dòng tiền và chúng ta sẽ chờ đợi cái sự tăng trưởng dòng tiền này để chúng ta đánh giá cái mức độ phục hồi của APG ORS cũng đã có một cái um, một cái phiên mà <laughs> tạo lập họ bắt tương đối mạnh ở đây từ sàn lên đến trần ở vùng 8.5 <laughs> đánh bật lên và hai cây nền test ở quanh vùng 9 cộng là tạm ổn ở phiên giao dịch ngày thứ hai ngày thứ ba tuần tới nó có thể nó test lại quanh 9 ổn định và sau đó lực cầu lại tiếp tục bắt được khoảng tầm 4 đến 5 triệu cổ phiếu trên một phiên đó, thì như vậy khi đó thì chúng ta cũng sẽ đánh giá cái mức độ phục hồi của cổ phiếu ORS đối với cái mã cổ phiếu này á, thì cái tính đầu cơ của nó khá là cao và khi nó kéo thì nó kéo cũng khá là là rát đấy chứ không có đơn giản đâu. Đấy, nhịp này nó nó kéo từ vùng 8.5 và nó kéo cũng cho đầu vùng 9 đi. Mà lên được vùng 27 tức là phải 3 lần. Đấy. Mà lên được đến vùng 35 nữa là phải trên 3 lần. Nó kéo cũng khá là rát nên là uh, chúng ta kiên nhẫn thôi. Uh, kiên nhẫn tại những cái thời điểm này rất là quan trọng. Đây là những cái tín hiệu để giúp cho chúng ta nhận diện cái khả năng uh, phục hồi của cổ phiếu ở cổ phiếu TCI TCI nó đánh đến thế này cũng hơi khó chịu nhỉ Nhưng mà nhìn chung thì trong tuần vừa qua vùng 6.8 đến vùng 7 khá là tốt đó kéo khỏe khỏe thì kéo lên được đến khoảng vùng 8 mấy ta 8.7 Đấy, khỏe khỏe thì kéo lên được 8.7 rồi sau đó nó lại chỉnh cung một lần nữa chỉnh cung được về khoảng quanh vùng 7.5 giữ lại tích lũy lại được là tốt để có thể có khả năng phục hồi và con TCI này cũng như vậy con TCI này thì cái tính tạo lập cái tính đầu cơ của nó cũng tương đối là cao Đó. nhịp này nó cũng kéo từ vùng 7 mà về đến vùng 30 7428 tức là bốn lần các anh chị bốn lần tài khoản đấy cũng khá là khá là căng căng thẳng đấy đúng không ạ và nhịp này thì như vậy nó đang ở vùng 6.8 đến vùng 7 rồi cũng là vùng hỗ trợ rất là mạnh rồi thì chúng ta lưu tâm ok rồi và tuần này thì Hùng sẽ phân tích thêm nhóm ngành phân đạm Thì các anh chị cũng có thể là trong cái bản tin ngắn của Hùng Lê Thì chúng ta cũng đã có phân tích trong cái bản tin ngày 10 tháng 10 ấy, Thì Hùng có phân tích 4 cái mã cổ phiếu của nhóm ngành phân đạm Trong đó có đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ thì đã được khuyến nghị Và nhóm hóa chất có mã cổ phiếu CSV Đây đạm Cà Mau Ngày 10 tháng 10 nhóm phân đạm À, lúc đó khoảng tầm 9 giờ 22 phút đồng bắt đầu phân tích lại mã cổ phiếu đạm cà mau và đạm phú mỹ ở đây đấy là những cái vùng mà hỗ trợ tương đối tốt và các anh chị có thể bắt đầu bắt thăm dò và sau đó thì cũng có phân tích là một số các cái mã cổ phiếu khác ví dụ như là về à, phân tích về thị trường thôi các, các mã cổ phiếu khác thì cập nhật ở trên bản tin trên cái bản tin này này, bản tin ngày mùng 10 tháng 10 này này, 4 ngày trước nên đã up lên đây. Đó à, thì chúng ta có phân tích thêm BFC Láp lab và nhóm ngành hóa chất. Còn các khuyến nghị ở trên room thì chỉ nói đến mã cổ phiếu Đạm Phú Mỹ và Đạm Cà Mau thôi. À, thì đối với Đạm Cà Mau ở trong thời điểm tại đây, sau khi mà nó có một cái lực đạp tương đối mạnh trong tuần vừa qua ở vùng 27.5, vùng 28 và nó có cái lực bật ở đây thì chúng đã khuyến nghị các anh chị là chúng ta trong phiên ngày 10 10 thì chúng ta bắt thêm À, ngắn hạn thì đạm cà mau dự kiến à, Đàm cà mau sẽ dự kiến là nó sẽ kéo lên khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35 về đây là vùng kháng cự thì chúng ta lưu ý chúng ta sẽ chốt ngắn à, đạm phú mỹ cũng hoàn toàn tương tự như vậy nó đã có cái sự uh, test về trong phiên ngày thứ sáu thì nó đã test về vùng hỗ trợ khá là sâu ở vùng 39 đến vùng 40 phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó đã lấy lại được ở trên vùng 42 cộng và chính là phiên giao dịch ngày 10 tháng 10 đấy đó thì uh, chúng ta sẽ bắt đầu bắt uh, những cái tham dò vị thế ở đây đó và chúng ta Uh, sau những phiên bắt đó thì đạm uh, Phú Mỹ đã tăng khá là tốt, mục tiêu ngắn hạn thì sẽ tạm về vùng 50. Uh, khỏe khoắn hơn thì có thể về đến vùng 54, tức là về về đến vùng 50 thì chốt bớt đi một phần đi anh chị và về đến vùng 54 thì chốt bớt uh, chốt uh, tiếp theo. Nói chung là còn phụ thuộc vào cái nhịp hồi này của thị trường đi đến đâu. Uh, chúng ta từ từ thì chúng ta phân tích. BFC thì hiện tại ở đây có vùng uh, 17 17.5. Tất nhiên là BFC thì nó đang kém hơn so với đạm Phú Mỹ và đạm Cà Mau. Đó, khả năng thì nó vẫn còn có những cái điểm lo sọt ở quanh vùng 18 và đấy sẽ là những cái điểm mà các anh chị có thể tham dò dần vị thế. cổ phiếu lát cũng như vậy ở vùng 9 đến vùng 9.5 tiếp tục có những cái vùng vùng test cung chỉnh này ở đây khả năng tuần tới thì sẽ có lại ở vùng 9.5 và chúng ta cần phải có một cái đây chung có phân tích ở trong bản tin ngắn là các anh chị có thể xem lại đó là nó phải có cái sự khoảng lực cầu nó khoảng 1 triệu sáu đến 2 triệu cổ phiếu trên một phiên và khi đó tín hiệu giá chắc chắn là khi một cái lực cầu nó xuất hiện như vậy thì cái tín hiệu giá chắc chắn nó sẽ thoát vượt thoát ở vùng 10.3. Và đấy là cái thời điểm mà gì ạ, chúng ta đã gom được vị thế thấp rồi thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta sẵn sàng tăng tốc với uh, cái lực kéo của tạo lập. Uh, nhóm ngành hóa chất có mã cổ phiếu CSV cũng rất là đẹp rồi các anh chị, mua được rồi. CSV Uh, hiện tại thì uh, nó đã tiệm cận uh, về vùng 33 đến vùng 34, vùng hỗ trợ khá là mạnh. Phiên ngày hôm nay thì bắt quá là đẹp luôn, CSV đẹp luôn. <laughs> Có thể với cái đà hứng phấn này thì CSV sẽ kéo uh, kéo về khoảng quanh vùng kháng cự ở đây, nếu khỏe là kéo về quanh vùng 39 đến khoảng vùng 40. Đó. Uh, nó sẽ kéo nhịp đầu tiên uh, về đến cái vùng uh, vùng kháng cự này và sau đó thì nó sẽ đi chỉnh cung với cả thị trường. Các điểm chỉnh ở khoảng quanh không thủng là tốt, nhịp này thì mua tốt ở đây với mục tiêu chúng ta sẽ ngắm ở vùng 44 45 46. Ờ, khỏe khoắn hơn thì có thể ở vùng 50 đến khoảng vùng 52. Đó. 50 đến vùng 52. Nhưng mà uh, ngắn ngắn thì chúng ta sẽ ngắm ở đây cái đó. Đó. Cổ phiếu uh, DGC. DGC cũng đã được phân tích uh, trong bản tin ngắn ở vùng hỗ trợ kỹ thuật 66.5 đến khoảng vùng 68 nhịp này thì nó đã sau khi mà nó break lên khoảng vùng 70 thì nó đã quay lại test ở đây có một cái nến test của phiên ngày thứ ba ờ, ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm lên vùng 80 80 trên 80 và vùng này kháng cự nhẹ thì khó khả năng nó sẽ chỉnh về quanh vùng 76 ở về 76 rồi thì nó test tích lũy thành công lực cầu hôm nay là tương đối tốt là 6 triệu cổ phiếu là rất là thành công luôn đường MACD đang xanh trở lại luôn đó những cái tín hiệu kỹ thuật như vậy thì sẽ cho chúng ta một cái nhận định là à cổ phiếu nó đang tốt dần lên. Và khi cổ phiếu đang tốt dần lên thì chúng ta có quyền nghĩ đến những cái vùng target cao hơn, ví dụ như nó sẽ đang ngắm lên vùng target 90. Đó, rồi về vùng target 90 có thể nó sẽ chỉnh cung. Đó, nó sẽ chỉnh cung ở đây, ví dụ như thế nó rơi xuống đây một đoạn. Đó, nó tích đi thành công sau đó rồi nó lại tiếp tục hành trình nó công lại vùng 100 đến vùng 102, ví dụ như vậy đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật mà chúng ta sẽ phân tích từ từ. Ok như vậy là bản tin tuần này với danh mục cổ phiếu thì ông Lê sẽ uh, dừng lại ở đây và uh, các anh chị lưu ý là chúng ta tiếp tục đăng ký thêm kênh thứ hai của Hùng Lê đó là kênh Hùng Lê Chứng khoán. Ở trên kênh này thì chúng ta sẽ có những bản tin phân tích ngắn hàng ngày, bộ ba chỉ số VN-Index, VN30 và phá sinh. Đồng thời thì Hùng sẽ cập nhật những cái mã cổ phiếu tốt tối ưu ở trong phiên mà Hùng cảm thấy rằng là ok thì Hùng sẽ view lại để các anh chị có thêm cái kênh thông tin tham khảo. Còn bản tin tuần của chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ phát ở trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng một bản tin duy nhất vào buổi tối thứ sáu hàng tuần. Còn đối với kênh Hùng Lê chứng khoán chúng ta có thể ra rất nhiều các bản tin ngắn hoặc là rất nhiều các cái thước phim mà nó mang tính chất thời sự đó liên quan đến thị trường tài chính liên quan đến thị trường bất động sản vân vân và vân vân. Ok. Rồi phần thứ hai thì chúng ta sẽ view lại kịch bản phân tích tuần video số 147 các anh chị nhỉ 147 ngày mùng 9 tháng 10 đây thì uh, chúng ta thấy rằng là trong cái kịch bản mà phân tích thì cũng đã có view và chúng ta cũng đã có đánh giá một số các cái uh, một số các cái, cái 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 vấn đề liên quan đến cái câu chuyện vạn thịnh phát các anh chị và nó liên quan đến cái câu chuyện là tiền gửi tại ngân hàng scb thì uh, rất nhiều những cái thông tin rằng là người dân bắt đầu nháo nhác đi rút tiền vì sợ mất tiền thì uh, không hiểu vì sao mà người ta lại có một cái suy nghĩ thiền cận như vậy các anh chị không bao giờ có đó với những cái khoản tiền gửi uh, của ngân hàng Và cũng đã làm một cái clip rồi Và với những khoản tiền gửi của ngân hàng Thì nhà nước của chúng ta sẽ luôn đảm bảo các anh chị Vì sao? Bởi vì nếu như mà SCB sập Thì tất cả các ngân hàng khác, người dân cũng sẽ đi rút tiền Với một lý do rằng là Thằng SCB mà sập thì thằng khác cũng có thể sập được Như vậy tiền nó không an toàn nữa Và các anh chị cứ tưởng tượng rằng là cả cái <cười> <cười> Hệ thống ngân hàng như vậy thì chắc chắn là ngân hàng nhà nước sẽ không bao giờ để cho tình trạng đó xảy ra các anh chị yên tâm là như vậy đó chúng ta đừng có nghe những cái lời xúi dục mà chúng ta không có những cái hiểu biết là chúng ta rất là chán luôn còn đối với trái phiếu á, thì các anh chị tức là liên quan đến trái phiếu thì nó khi các anh chị mua trái phiếu á, thì nó lại liên quan đến kiện dân sự tức là ví dụ như các anh chị mua của tân hoàng minh thì các anh chị đến tân hoàng minh mà đòi thì các anh chị đừng có đòi nhà nước đó cái câu chuyện nó là như vậy vậy thì cái bản chất khác nhau giữa trái phiếu và tiền gửi tiết kiệm các anh chị phải nắm được đó giữa tài phiếu tiền gửi tiết kiệm anh chị nắm được à, và cái thứ hai nữa là trong cái kịch bản mà <laughs> phân tích tuần đó, <laughs> thì chúng ta có nói đến ở cái bộ ba tham số của thị trường chúng ta sẽ kiểm định uh, mốc 1030 sau đó sẽ là mốc 1.000 điểm và sau hơn sẽ là 980 và tạm thời thì chúng ta sẽ ngắm ở ba cái bộ bộ ba tham số chỉ số chung của thị trường như vậy và đồng thời các cái bản tin ngắn ở trên kênh YouTube thì ông Lê cũng đã có những cái sự tổng hợp rất là chi tiết Uh, một số các cái phiên giao dịch các anh chị và các anh chị cũng đã xem thì các anh chị cũng nắm được rồi đó thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại này vn30 đó đây uh, bản tin tuần 147 vn30 tiếp tục có một lực hồi về ở khoảng quanh vùng 1050 và sau đó thì bắt đầu diện phiên giao dịch ngày thứ ba chỉ số này bắt đầu đi trả lại cung ở vùng 1020 rồi sau đó tiếp tục trả lại vùng 1.000 điểm và điểm sâu nhất là nó đi về đối với chỉ số VN30 là chưa về đến 980 nhưng mà suy soát cũng Đây là bao nhiêu ta 987 điểm Các anh chị 987 điểm đối với chỉ số VN30 và sau đó thì bắt đầu nó có một cái lực diện lực phục hồi đây Đó Đối với chỉ số phái sinh đó, Các anh chị nhìn thấy đây trong phiên ngày thứ hai thì nó có một cái sự phục hồi nhưng đến phiên giao dịch ngày thứ ba nó quay lại vùng 1020 và sau đó nó quay lại vùng 1000 điểm và nó chạm đúng vùng 980 điểm và bắt đầu gì ạ? Bắt đầu long lên. Ok anh chị, bắt đầu long lên. ở à, đối với chỉ số index ở đây, các anh chị nhìn thấy đây, đây là điểm chúng ta ra bản tin video số gì ạ? 130 à 147. Thì đầu tiên nó sẽ kiểm định cái mốc này, 1030 này, sau đó kiểm định mốc 1020 đó ở mốc này mà tốt mà giữ được thì nó sẽ lo đó đến tiếp tục đến phiên giao dịch ngày thứ ba tiếp tục kiểm tra lại vùng 1020 tiếp tục kiểm tra lại vùng 1000 điểm và index thì chỉ bị lún dưới vùng chín 9 nghìn uh, điểm một tí 9 uh, 987 đó sau đó thì dạ, bắt đầu có một lực lo như vậy trong tuần vừa qua thì chúng ta đưa ra được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật vùng 980 và thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta xác lập được cái đường xu hướng đó đường xu hướng nó rất là quan trọng tức là cái phiên giao dịch bản lề trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư phiên giao dịch ngày thứ tư và ngày thứ năm đấy là những cái phiên giao dịch cực kỳ bản lề của thị trường để giúp cho chúng ta nhận diện được cái khả năng phục hồi ngắn hạn của thị trường à, nó sẽ đi đến về đâu thì ở đây chúng ta sẽ nhìn lại bộ chỉ số vn30 ở đây các anh chị thì như vậy là ngắn hạn chúng ta đang có cái vùng kháng cự ở đây đó là vùng 1060, 1080 và vùng 1010 thì ở đây là ba cái vùng kháng cự ngắn hạn tức là gì khi thị trường mà tiệm cận về đến vùng này thì chắc chắn nó sẽ chỉnh cung đó như vậy thì cái chúng ta sẽ chuẩn bị cái tinh thần của tuần trước uh, tuần tiếp theo ở đây đó là gì thị trường công những cái vùng kháng cự này và thị trường sẵn sàng có thể À, quay trở lại những cái nhịp test cung về mặt kỹ thuật. À, chỉ số phái sinh cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta có vùng 1060, 1080, 1010 và đối với chỉ số VN-Index cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó là gì? 1060, 1080 và vùng 1 một 110 một 1110. Đó, thì ở đây sẽ là những cái vùng kháng cự uh, của cái tuần giao dịch mới của chúng ta. Như vậy thì trên góc độ kỹ thuật thì thị trường nó sẽ cần chỉnh cung ở đâu thì uh, bản chất về mặt kỹ thuật là trong cái phiên giao dịch của ngày thứ tư và ngày thứ năm thì chỉ số của thị trường của chúng ta đã có những cái vùng test cung cực kỳ là đẹp đó là quanh vùng 1010 đến vùng 1020 và đối với chỉ số VN30 thì nó đã giữ ở vùng 1020 tương đối là tốt đến cho phiên ngày hôm nay thì nó tạo gáp tăng và nó bật lên được ở trên vùng 1060 cộng đó vậy thì À, vậy thì ở đây thì về mặt kỹ thuật về mặt tín hiệu các anh chị có thể nhìn ở đây là nó đang tạo thành một cái phân kỳ tăng ngắn hạn mặc dù là trên đến m năm à, tuy nhiên nó cũng đã cho chúng ta những cái tín hiệu kỹ thuật về mặt về một cái sự kỳ vọng một cái sự phục hồi của thị trường à, vậy thì như vậy á là vn30 có chăng thì sang thứ hai tuần tới nó sẽ à, nên nên lấp lại thì cái vùng lấp lại mùng cho rằng đẹp nhất và tuyệt vời nhất đó là vùng 1035 đến 1040 sâu hơn có thể là vùng 1020 đó nhưng nó lấp về đến cái vùng 1035 đến 1040 mà sau đó nó long lại thì thị trường của chúng ta nó sẽ đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi đó và đối với chỉ số phái sinh đó thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy khi nó tiệm cận về vùng 1060 đấy là vùng kháng cự thì nó sẽ nên lấp về vùng 1035 đến 1040 và phái sinh thì cho phép cái điểm lấp nó sâu hơn có thể chấp nhận được đó là ở khoảng quanh vùng 1015 đến 1018 1020 đấy là cái vùng mà có thể cho phép được đó và ở chỉ số bài sinh của chúng ta cũng nên lấp về đây để chúng ta có một cái nhịp kéo tiếp theo như vậy là đẹp à, đối với chỉ số index cũng hoàn toàn tương tự như vậy à, chỉ số này nên lấp về vùng 1035 đến 1040 sâu hơn sẽ là vùng 1030 để à, 1030 hoặc là 1025 ở đây này chính xác nó phải là 1025 nhỉ đúng không ạ 1025 đúng rồi 1025 các anh chị đó index có thể ở về ở khoảng quanh vùng 1025 đó nó lấp lại ở những vùng này và nó tích lũy thành công và sau đó lực long quay trở lại và tất cả những cái nhóm ngành của chúng ta có cái sự đồng thuận quay trở lại thì đấy là ở một cái tín hiệu kỹ thuật cực kỳ tuyệt vời của thị trường và như Hùng có phân tích ở trên nhóm ở trong thời điểm hiện tại là Là uh, Ờ, trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta uh, trong cái thời gian vừa qua ấy, là chúng ta gần như chúng ta không có bắt không có mua bán và chúng ta chỉ nhìn thị trường nó nó giảm điểm thôi nhưng mà trong tuần vừa qua thì hôm nay đã bắt đầu có những cái tín hiệu đầu tiên đó đầu tiên là chúng ta bắt nhóm bốn mã cổ phiếu nhóm p sau đó thì cũng có tiếp tục phân tích uh, các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thép đúng không ạ sau đó tiếp tục chúng ta có phân tích uh, cổ phiếu của nhóm ngành phân đạm và hóa chất có thể mua được bắt đầu bắt thăm dò được trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì cũng bắt đầu tiến hành khuyến nghị bắt một số các cái mã cổ phiếu của nhóm p à, xin lỗi cả nhà nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục à, tiếp tục à, gom thêm bắt thêm một số các cái mã cổ phiếu của à, nhóm ngành bất động sản à, khu công nghiệp ví dụ như mã cổ phiếu idc đó idc đó idc phiên ngày hôm nay khuyến nghị bắt rồi đó idc rất là ok luôn các anh chị đẹp luôn rồi đó thì uh, đây nó có sách may có chứng ví dụ như vậy chúng ta đánh đi từ khóa idc như vậy là sau một cái giai đoạn mà chúng ta không thể nào mà chúng ta làm ăn được cái gì thì đây sẽ là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu uh, có những cái biên ví dụ idc bốn 5 sáu bốn năm bắt thăm dò ngày hôm nay thì tiếp tục bắt thêm mã cổ phiếu uh, uh, mbb và lúc đó thì khoảng tầm độ mấy giờ đây sau bản tin ngày thôi đó thì chúng ta bắt đầu có những cái tín hiệu như vậy thì cứ dần dần hoặc là mã cổ phiếu HAH HAH cũng được uh, bắt uh, cũng được phân tích khuyến nghị đầu tư rồi bắt được rồi đó biên 37.5 đến biên 38 vậy đây là những cái gì những cái xu hướng về mặt kỹ thuật và trong tuần tới thì các anh chị lưu tâm là chúng ta sẽ ngắm cổ phiếu VX ngắm cổ phiếu VND ngắm cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm và một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành bán lẻ trong đó có mã cổ phiếu pet đó, vậy thì đấy sẽ là những cái tiêu điểm mà chúng ta sẽ tiếp tục uh, bám sát. Ví dụ như uh, HAH đây các anh chị, đây là những cái phiên phân phối giảm này và bắt đầu có cái tín hiệu đảo pha và dòng tiền bắt đầu bắt khá là tốt rồi. Như vậy thì HAH uh, sẽ cũng là một cái cơ hội để chúng ta đầu tư ở trong thời gian tới. Ok. Còn uh, bây giờ thì Hùng sẽ có một cái góc nhìn uh, cho các anh chị. Thứ nhất là chúng ta nhìn về chỉ số Dow Jones. Ăn uh, cơm uh, nhà đi phân tích uh, chỉ số Dow Jones nhưng mà gì, chúng ta vẫn có một cái sự liên hệ nào đó. Uh, trên thực tiễn thì uh, trong phiên giao dịch ngày hôm qua thì chỉ số Dow Jones của chúng ta đã có một cái phiên phục hồi cực kỳ mạnh mẽ và cái câu chuyện ở đây là vùng 28.7 đến vùng 29.000 thì chúng ta đã có phân tích rồi tức là gì chỉ số Dow Jones đã có cái uh, sự phục hồi uh, và có sự phục hồi khá là tốt từ cái vùng đệm này uh, đó sẽ là những cái cơ sở cực kỳ quan trọng để giúp cho uh, thị trường của chúng ta sẽ ngừng rơi giúp cho thị trường của chúng ta sẽ ổn định hơn và trong ngắn hạn nếu như phiên tối ngày hôm nay mà chỉ số này công vượt thoát lại được cái vùng 30.000 30.3 điểm, 30.3 điểm thì như vậy là gì? Chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng rằng là một cái mô hình ở ở đây. một cái mô hình VK ở đây và nó đã test thành công được cái mốc 29 à 28.7 ở đây để nó đi vào một cái nhịp phục hồi ở đây. Và khi chỉ số Dow Jones bước vào một nhịp phục hồi thì chắc chắn là thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng sẽ đi vào một cái nhịp phục hồi. Như vậy đáy hay không đáy Tức là cái câu chuyện là thị trường có tạo đáy ở vùng 980 hay không Thì đến thời điểm hiện tại là ông Lê đã bắt đầu thiên về kịch bản Thị trường sẽ tạo đáy ở nhịp này ở quanh vùng 980 Đó bởi vì trên những cái thiên hướng kỹ thuật Trong cái phiên test của chỉ số bộ 3 tham số chung của thị trường Ở trong phiên giao dịch của ngày thứ tư Xong đó bộ test trong phiên giao dịch của ngày thứ năm Và đến bộ test của phiên ngày thứ sáu kết tuần thì nó đang ủng hộ xu hướng là thị trường tạo đáy ở vùng 980 Ok như vậy thì trong cái phân tích để mà định lượng xem là thị trường có 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 thực sự tạo đáy hay không thì phiên giao dịch của ngày thứ hai bộ ba tham số chung của thị trường cần phải test được những cái mốc vùng lê vừa mới phân tích xong đồng thời đồng thời thì chúng ta phải có cái sự công các cái vùng kháng cự mới ví dụ như index phải công vượt thoát vùng 1080 Ok, ví dụ như vậy, index phải công vùng 1080 vừa thoát vùng này và sau đó thì nó bắt đầu diện Nó bắt đầu tiệm cận về vùng 1110. Đó, 1100 đó. Thì đây sẽ là những cái vùng mà nó công lại được như thế này thì đấy sẽ là những cái tín hiệu để củng cố thêm cái tín hiệu tạo đáy ngắn hạn của thị trường. Ok, cùng với đó thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái nhóm ngành và chúng ta sẽ bám sát các cái tín hiệu đó và liên tục được truyền tải ở trên uh, nhóm không chat N02. Đây sẽ là một cái nhóm mà À, tất cả mọi phân tích định lượng về thị trường cổ phiếu sẽ được up lên đây. À, còn bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ nến ngày của chỉ số vn index của chúng ta sẽ như thế nào. À, chúng ta nhìn cái nến ngày thì ở đây thì nến ngày các anh chị này thì uh, trong cái kịch bản mà phân bản tin bản tin phân tích ngắn đó, thì hùng đã có phân tích một cái ý đồ ở đây khá là hay đó là chúng ta quan sát cái cái điểm rơi của index từ vùng 1.250 điểm về vùng 1.000 điểm mất 250 điểm thì chỉ có duy nhất hai cái lực hồi chú ý đáng kể đó là lực hồi từ vùng 1080. thì sau một cây nến hồi thì nó tiếp tục có một cây nến test ở đây và cái 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 cái, cái cây nến test này thì cũng đã vòng vào uh, cái điểm test kỹ thuật trong phiên giao dịch của gì ạ của ngày thứ ngày thứ tư à ngày thứ năm đó thì sau một cây nến mà nó uh, sọt này nó long lên thì nó sẽ có xu hướng quay trở lại test và những cái điểm test cung tạo nền đây của chỉ số index ở trong nhịp này khi nó test thành công ở vùng 13 1013 1013 1013 1013, 1013. thì đấy là một cái tín hiệu kỹ thuật mà nó đã khác rất nhiều so với gì ạ? so với cái điểm uh, điểm test cung kỹ thuật ở đây chính vì vậy nên nó đã củng cố thêm xu hướng của phiên giao dịch ngày thứ năm và đến hôm nay là phiên ngày thứ sáu uh, tuy nhiên ở trên góc độ kỹ thuật thì các anh chị nhìn thấy đây ở vùng 1080 rồi ok vùng 10 1100 1100 và vùng 1110. Ok anh chị, đó. Thì ở đây là index của chúng ta đang có những cái vùng kháng cự rất gần ở trước mắt. Chính vậy nên là tuần tới thì khả năng là nếu có kéo thì nó kéo một hai phiên thôi. Thì nó chạm đến cái vùng kháng cự này và thị trường của chúng ta bắt đầu đi vào một nhịp chỉnh cung, tích lũy tạo nền và trên cơ sở những cái nhịp chỉnh cung tích lũy tạo nền đó mà index của chúng ta đọng lại được ví dụ như nó chỉnh mà nó đọng lại được ở trên vùng 1050 điểm sau đó lực long tiếp tục quay trở lại để nó công lại vùng 1080 1100 thì xác suất là thị trường của chúng ta à, tạo đáy ở cái vùng 980 rất là cao rồi và khi mà thị trường có những cái tín hiệu tạo đáy phục hồi đi lên thì đấy cũng sẽ là những cái cơ hội để chúng ta bắt đầu giải ngân thăm dò để chúng ta bắt đầu có một cái hành trình đánh uh, mua cổ phiếu vào để chúng ta tận dụng tối ưu các cái nhịp t cộng để chúng ta uh, thứ nhất là 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 giảm cái giá vốn ở trong cái thời gian vừa qua bởi vì khi index nó rơi từ vùng 1.300 điểm mà rơi về vùng 1.000 điểm tức là mất 300 điểm như vậy là cái 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 tỷ trọng mà cổ phiếu của chúng ta mất giá rất là lớn và tại cái thời điểm này thì chúng ta cần một cái lượng dòng tiền mặt nhất định đó để chúng ta mua trên chính những cái mã cổ phiếu chúng ta đang nắm Tận dụng những nhịp hồi T, những nhịp hồi phục kỹ thuật của cổ phiếu để chúng ta bán ra Đó thì đấy là một vài các cái góc nhìn và song song những cái góc nhìn tuần Ở trên bản tin tuần thì Hùng Lê sẽ có những cái góc nhìn ở, ở Trên những cái bản tin ngày Và các anh chị đăng ký, các anh chị search từ khóa Hùng Lê chứng khoán và Hùng đang để cái biểu tượng là Cái hình mông hoa Màu tím ở đây, các anh chị, đó và chúng ta đăng ký kênh để chúng ta cập nhật thêm ở các cái bản tin trong ngày ông lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư trong các bản điểm tin tuần tiếp theo